Vâng ạ, xin chào mừng các trở lại với cả trang Tiếng Cổ Kính Xưa. Ngày nay em lên ba cái tính cơm mạ vàng thập niên 70-79 thì đầy đủ các size số để các bác có nhiều sự lựa chọn nhé. Đầu tiên là cái là size 52 chiều ngang 12,8 này, tiếp theo là cái là size 57 chiều ngang 14,5 và cái cuối cùng này là size 58 chiều ngang 14,7. Có nghĩa là gì? Cũng nghĩa là đầy đủ các size số để cho các bác lựa chọn. Bác nào mặt nhỏ thì dùng cái size này, mã số 1 đầu tiên. Các nào bác nào mặt hơi to một chút thì dùng cái size này. Còn bác nào mà mặt to mặt cỡ bự đấy thì nên là mình dùng cái size tận 58 chiều ngang 14,7 này. Có nghĩa là ngày hôm nay em lên ba cái size thì để làm sao để cho các bác có rất nhiều cái lựa chọn là đủ về size số. Bác an tâm yên tâm ở chỗ đó, mà những cái này là còn nguyên tem mạ vàng thập niên 70-79, cái này là cơm chữ hoa chữ to đời mạ vàng thập niên 70-79 nhé. À, trước khi vào kênh bác này subscribe share thì bên em có giá tôn tốt nha. Vâng, đầu tiên là mã số 1, đây là con American West xa xưa. Mới xưa thập niên 70-79 nhé. Những cái này thì nó còn nguyên tem rồi, mà đã là nguyên tem thì chả còn điều gì phải chê về cả, đúng không? Gầm cầu dưới giữa bao giờ nó có cái chữ AO. Ở đấy là thông tin thông số về kính rồi. Ok. Mọi thứ là mới và đẹp xuất sắc rồi. Bởi vì nó là nguyên tem thì cũng chả còn cái gì điểm gì phải chê cả. Nhưng nó mới cắm cửa mà, đúng không ạ? À, tiếp theo bây giờ đi sang hai càng hai bên nhé, hai càng bên kênh. Thế em vừa nói rồi là chữ hoa chữ to một đời mạ vàng rồi ạ. Vâng. 5/2 biểu tượng logo American Optical. Đấy, thông tin thông số nó sướng lắm, tức là mọi thứ là rất là rõ ràng, an tâm yên tâm. Đấy là càng phải và càng trái thế thôi, đừng nó đảo chiều thôi, nó cũng đơn giản và như các bác đan rổ hàng ngày thôi. À, đây là càng trái này thì cũng thế thôi. À, chữ hoa chữ to 5/2 biểu tượng logo American Optical. À, chữ viên hoa gọi chữ to một đầy mạ vàng. À, chuôi ve thì là trắng tinh trắng muốt rồi. Đấy, nó không còn gì phải lăn tăn băn khoăn ốc ác đẹp rồi đấy, vì nó đã là trong cái tình trạng new. New có nghĩa là mới, trong tiếng Anh nghĩa là mới, nguyên tem, đây nguyên tem rồi. Đã là nguyên tem thì đó là sắp thành hàng lưu kho lưu bãi cấp phát rồi, của Mỹ xưa rồi, thập niên 70-79 rồi, đó là xuất sắc zin hết rồi. Và tiếp theo thì là một cây mã số 022 thì là cái cơn Amme, thì cơn quá xa xưa thập niên 70-79. Bên em từ xưa thương hiệu nổi tiếng uy tín là bán chuẩn đau nhất là Anh, Đức, Pháp, Mỹ nhé. Đã là chuẩn đau nhất là sản xuất tại chính nước đó và là thời kỳ đầy đầu luôn nhé. Đấy, xuống ở cái chỗ đấy. Gầm cầu dưới giữa thì bao giờ nó có cái chữ AO này, thông tin thông số là rõ ràng này, ấy yên tâm lắm, sướng lắm. À, tiếp theo thì là cái ve này, cái ve nó cũng còn là trắng tinh trắng muốt nhá, ấy nói chung là đã là chuôi ve trắng tinh trắng muốt rồi. Đó. Còn thông tin thông số là rõ ràng nữa chứ, đúng không ạ? Thế mới sướng. Càng phải nó thế, giống như cây mã giữa đầu tiên em giới thiệu đấy, tức là nó cũng là 5/2 biểu tượng logo American Optical. Đấy, thông tin thông số mà chui ve thì là trắng tinh trắng muốt, bởi vì làm sao, bởi vì nó trong cái tình trạng new mà, nó còn cái gì điều gì ở trên đâu. Và bên cạnh trái đang thế nhá, đấy nó cũng đảo chiều nhau thôi, mà cái mã số 03 nó cũng thế thôi, nó như nhau bởi vì nó là cùng một thông số mà. Và mã số 01 thì là 7 triệu, mã số 02, mã số 03 là 7,7 triệu nhá. Vâng, đây là mã số 02 nhá, 7,7 triệu nhá. Đấy, còn cái mã số 01 này thì em giới thiệu quá nhiều phiên này, tức là nó giá là 7 triệu đồng 7.000k. Và đây là mã số 1 7 triệu đồng 7.000k nhá. Về quy trình mua bán thì bác nào chuyển khoản em bao ship thôi. Bác nào hiện thứ hai là ship code là giao hàng thu tiền thì vui lòng đặt cọc 100 đến 200 tùy theo chữ kính. Tất cả ship code kính cổ đồ của bên em là đặt cọc 100 200 thôi. Giao hàng thu tiền, đó là ship code đảm bảo phát hiện pháp lý. Còn bác nào chuyển khoản thì em bao hết. Và giá là 7 triệu đồng. Còn thời gian bán hàng thì bán rất là thoải mái, từ 8 giờ sáng đến 23 giờ, 8 giờ đến 11 giờ tối, tất cả ngày anh tuần, không nghỉ nào. Kể ngày lễ Tết, với điều kiện bác đến điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất quá, em đi thẩm định đồ, đi gửi hàng đây. Đấy, bác đến điện thoại trước là em sẽ liên kết bán từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Địa chỉ và số điện thoại bao giờ để thế này này. Địa chỉ số điện thoại là hơn 25 năm rồi nhá. Một là sẽ để bên dưới này, hai là em sẽ để địa chỉ số điện thoại bên trên này. Đấy, địa chỉ số điện thoại song hành gắn liền trên tường, ghim tường dễ nhìn dễ tìm thấy, mở ra thấy ngay. Địa chỉ số điện thoại bán hàng lâu năm. Khi mua bán kính của đồ cổ, bác phải chọn cho mình những cái địa chỉ bán hàng lâu năm và số điện thoại bán hàng lâu năm song hành dễ nhìn dễ tìm thấy. Đấy nhé, còn đây là mã số 2 giới thiệu rồi, 7,7 triệu. Cái này là size 57 chiều ngang 14,5 nhé. Vâng, giá là 7,7 triệu nhé. Đấy, con này em đã sâu lúc nãy rồi nhé. Em đã chia sẻ nó nhé. Vâng, giá là 7,7 triệu. Và mã số 03 thì nó cũng là 7,7 triệu thôi, nó chỉ khác nhau về size, nó là size 58 chiều ngang 14,7. Đây là size 58 chiều ngang 14,7. Những cái size to này này, hai cái mã số 02, mã số 03 size to thì các bác lưu ý nhé, là khi các bác mua cây dây băng size 624 hay là 644 thì mình đeo cây này vừa luôn. Ok, đấy là sớm nhất đó. Và thông tin thông số nó cũng đây thôi, gầm cầu dưới thì nó vẫn là cái AO đấy. Và đặc trưng là đầy mạ vàng là thế ạ. Vâng,
Mạ vàng sáng gương có làng thật, con đang dở bằng giả nhá đấy trẻ của đêm bao ngày thế thôi. Những cái dòng này là đều mạ vàng hồng nhá, ok lắm rồi. Đây làm nên ba cây sai số nó khác nhau để cho các bác là có những cái nhiều sự lựa chọn nó dễ chọn hơn. Và đấy là càng phải đấy. Và sai 58 chiều ngang 47 đấy là càng phải và càng trái nó thế thôi đấy, đảo chiều nhau đó là chữ tinh hoa chữ to đầy mạ vàng thôi. Và con này tất cả ba cây này đều là trong tình trạng new, new nghĩa là mới nhé, và mới hết và mới zin với nguyên tem nhé, hàng lưu kho lưu bãi nhé, hàng cấp phát nhé. Dùng những cái này sướng các bác làm quà tặng quà biếu anh em bạn bè người thân bậc cao niên cao nhân thì nó rất ok, bởi vì sao, nó rất là ý nghĩa đấy. Các bác có thể cho một món tiền biếu, món tiền nó không ý nghĩa bằng những cái món quà là nó mang giá trị nhân văn, thứ hai nó còn mãi thời gian 5 tháng, bởi vì sao, bởi vì những ngày này dùng rất là bền từ thập niên 70 79 đến bây giờ nó vẫn còn mới tem, nó còn nguyên này đúng không ạ. Các bác làm quà tặng quà biếu thông gia liên gia đúng không, anh em bạn bè người thân thì rất là ý nghĩa đấy. Và giá ba cây thì em cũng nói rồi, cây mã số 01 là 7 triệu đồng, đây là mã số 1 7 triệu đồng nhá, mã số 2 là 7 triệu 7, mã số 03 thì nó cũng là 7 triệu 7, thế thôi, nó cũng rất là đơn giản để các bác dễ 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 nhớ đấy. Và mọi khi các bác mua kính vào đồ cổ, các bác đừng nhìn vào lượng đăng kinh doanh rõ trang, bởi vì sao, có nhiều đối tượng nó làm nó trưng phân bạt, làm màu, làm mè, lành mảnh, đánh bóng tên tuổi, đánh bóng thương hiệu. Còn bên em làm cách chia sẻ tiếng gương một cách chân tình, chân thật, chân thành nhất, chia sẻ gốc rễ gan dạ vấn đề mà tất cả về kính cổ đồ cổ là em cái địa chỉ và số điện thoại hay là thông tin thông số là em đều ghi bên giấy video rất cẩn thận, người mới người cũ đều nắm được ạ. Và mà các bác lưu ý khi mua kính đồ cổ, các bác nên mục sẵn ở nhà, có làm sao mà chạy đến được, mua bất kể đâu trong nước ngoài nước là phải đấy, tuyệt đối không nên mua cái địa chỉ linh tinh, đặc biệt nhiều tượng là thuê gái bán ăn phần trăm, cũng hết sức cảnh giác. Thứ ba là các bác khi mua bán kính đồ cổ ấy, thì các bác không ví dụ ở xa bác đến được, bác nhờ anh em bạn bè người thân đến với nhà bất cửa, bất kể đâu trong năm ngoài bắc mình là phải đấy, vì nhiều đối tượng nó lập lên cái trang cái kênh xong nó thuê đơn vị thứ ba quảng cáo đẩy like đẩy view để được kênh theo dõi chóng mặt chóng mặt, nhưng thực chất là nó che đầu dê bán thịt chó, hoặc là nó hẹn địa chỉ, nó cho địa chỉ số điện thoại nhưng mà địa chỉ số điện thoại địa chỉ ma lại, xong nó bảo là chưa kịp thay đổi chỉ. Nhiều đối tượng nó xấu, nó còn bảo là kho mỗi mình mua bán thịt ship, đấy là bán lừa đảo. Khi mua bán kính đồ cổ, các bác phải rõ ràng về hình ảnh của một con người, giọng nói trần vành có tiếng đấy, mà quan trọng nhất là mình phải chọn cho mình những cái địa chỉ và số điện thoại lâu năm đấy, dễ nhìn dễ tìm thấy, mở ra là phải thấy ngay được địa chỉ và số điện thoại lâu năm. Chẳng hạn như bên này địa chỉ và số điện thoại bao giờ nó là hơn 25 năm nhá, gần 3 năm luôn luôn gắn chân tường ghim tường đấy, một là sẽ để bên dưới này, hai là địa chỉ số điện thoại sẽ để bên trên này, rất là dễ nhìn dễ tìm dễ thấy đấy, nó sướng ở cái chỗ đấy. Và giá cả rồi thông tin thông số là luôn luôn công khai minh bạch, người mới người cũ nắm bắt một cách rất là rõ ràng cẩn thận chi tiết đó, để các bác có nhiều sự lựa chọn. Những cái dòng này các bác mua làm quà tặng quà biếu rất ý nghĩa luôn đó. Và thay vì một bữa bia bữa nhậu hoặc là biếu món tiền nó không ý nghĩa đâu, nó một phát hết vèo ngay, nhưng cái kính này còn đeo mãi thời gian năm tháng, đến khi đầu bạc răng long nó vẫn còn, để truyền lại cho con cháu nó rất là hay. Và một lần nữa rất cảm ơn các bác thời gian xem video, bác này yêu quý tránh cùng sớm nút đăng ký kênh subscribe share và xin chào tạm biệt các bác.